rất cảm ơn ông đã cứu thủ lĩnh của hành tinh ta. Cảm ơn ông rất nhiều. Chỉ cần mấy người đừng gây hại gì cho trái đất thì chữa bệnh cho ai, Doctor khỏe ta cũng chữa mà. Thôi mình về thôi Doctor khỏe. Ở đây hổng khéo con lại bị bắt lại thì khổ cho con lắm. Tạm biệt. Ha, sao mình không bắt hắn lại nhỉ? Mình bán xỉ dầu còn to thôi. Nhanh lên Doctor khỏe ơi. Ta đang cố nè, không xong á là quá cố luôn. Đứng lại mau. Ôi trời ơi, làm sao bây giờ? Tới trái đất chưa chắc trốn được hắn. Sao Doctor khỏe lâu dữ vậy ta? Ý, Doctor khỏe về tới rồi kìa. Lần này người chết chắc rồi. Sao em chạy đi đâu được nữa? Ai phía sau vậy ta? Cái gì? Người ngoài hành tinh tính bắt Doctor khỏe hả? Tôi chết. Xem đây. May quá, thoát rồi. Ủa, Doctor khỏe, có chuyện gì mà may mắn ở đây vậy? Cũng may nhờ anh Quỳnh Đông chuẩn luồng ánh sáng mà cứu được em với Doctor khỏe đó. Bộ hồi nãy anh Đông có chuẩn hả? Hồi nãy anh Đông chỉ tình cờ vung tay đó thôi hả? Ta và đâu muốn đi giúp đỡ mấy người bị tiểu đường và cao huyết áp ở hành tinh bạn. Ai ngờ có một tên tham lam xuống bắt rau muốn lại nên rượt tới đây luôn nè. Ủa, nhưng mà tại sao rau muốn lại đi cùng với Doctor khỏe mà không phải là những bạn khác? Doctor khỏe đừng có ưu ái rau muốn quá nha. Ủa, bộ Quỳnh Đông không biết là rau muốn rất tốt cho người bị cao huyết áp và tiểu đường hay sao? Từ đó tới giờ Đông đâu có nghe thông tin này đâu. Nhưng mà mình phải ăn uống rau muốn như thế nào để phát huy được công dụng đó hả Doctor khỏe? Đối với người bị cao huyết áp thì ăn món này không khó chút nào, mà còn là món ăn cơm ngon miệng nữa. Chà, nghe đã rồi nha. Cái món đó là món gì vậy Doctor khỏe? Đó là món trứng gà xào với rau muống đó anh Quỳnh Đông. Trứng gà xào với rau muống mà có thể chữa được cao huyết áp. Thôi nha, rau muống đừng có xí gạt anh à nha. Chúng ta lấy trứng gà xào với rau muống để ăn, không chỉ là món ăn bình thường mà còn có tác dụng hạ huyết áp. Nên ai mà bị cao huyết áp nên ăn món này để giúp ổn định huyết áp. Chà, Quỳnh Đông không ngờ nha, một món ăn đơn giản mà lại bổ dưỡng như vậy. Vậy còn đối với những người mà bị tiểu đường á, Doctor khỏe, thì mình sẽ sử dụng rau muống như thế nào? Ai mà bị tiểu đường á thì... thì lấy rau muống chừng 60g với 30g rau bắp hay còn gọi là rau ngô, nấu lấy nước uống. Ý, các bạn bắp ở đây luôn. Anh Quỳnh Đông lấy rau bắp với rau muống, nấu nước rồi chắc nước canh để uống 20 lần một ngày. Món ăn này có thể tăng tiết insulin, có vai trò hỗ trợ điều trị bệnh đường máu hiệu quả. Ây chà, hai đứa kết hợp dành hết, không cho Doctor khỏe nói câu nào luôn. Nhưng mà tụi con nói đúng chứ bộ. Thì đúng, ta có nói gì đâu nè. Doctor khỏe, Quỳnh Đông cũng đâu có dám chê ngang vô đâu. Hôm nay là diễn đàn của hai bạn nhỏ mà. Giờ thì tới lượt anh Quỳnh Đông và Doctor khỏe nói đi. Ủa, tới anh rồi hả? Vậy anh nói nghe. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị khán giả nha. Hẹn gặp chương trình lần sau. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.